Hi, xin chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tiến BMT. Chúng ta làm tiếp nối series làm chủ chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo Dục. Đây là bộ chân trời sáng tạo toán lớp 12. Chúng ta làm đến với bài chương 1, bài 3 đó là đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Thì ngày hôm nay chúng ta làm đến với cái tiết là làm bài tập luyện tập nhé các em. Rồi chúng ta làm đến với câu 1. Tìm tìm cần đứng và tìm cận ngang của đồ thị hàm số sau. Thì để tìm tìm cần đứng thì ta có tập xác định chính là r trừ cho x khác 3/2 thì trừ cho cái điểm 3/2. Vậy thì chúng ta sẽ tính giới hạn của hàm số. Chúng ta tính giới hạn của hàm số y khi x dần về 3/2 cộng hoặc 3/2 trừ nha các em. Rồi. Đối với hàm bậc nhất trên bậc nhất nó chỉ có một điểm cần đứng và một tiệm cận ngang thôi nha các em. 4x trừ cho 5 trên cho 2x trừ cho 3. Ta bấm CLC tại 3 phần 2. Cộng như các em là cộng một số vô cùng bé là cộng 10 mũ trừ 10. Thì chắc chắn nó ra vô cùng. Đấy. Thì nó ra dương vô cùng. Thì ta kết luận đây chính là. Kết luận luôn là x bằng 3 phần 2 là một tiệm cần đứng nhé. Rồi tương tự tìm cần ngang thì em sẽ tính giới hạn của hàm số khi x dần về âm vô cùng hoặc dương vô cùng. Thì ta tính là lim của y khi x dần về dương vô cùng thì ở đây ta có em sẽ bấm là giới hạn của hàm số thì em để im như lúc nãy chúng ta sẽ bấm xe là xe khi x dần về dương vô cùng thì thầy nói nhanh nếu mà bậc tử bằng bậc mẫu thì khi ta tính giới hạn về dương hoặc âm vô cùng thì ta lấy hệ số đi với bậc cao nhất của tử chia cho hệ số đi với bậc cao nhất của mẫu thì dễ dàng chúng ta tính ra chỗ này nó sẽ bằng hai đấy các em đấy vậy ta có giới hạn của hàm số khi x dần về vô cùng mà nó bằng một số ở đây là số 2 thì ta kết luận là y bằng 2 nó sẽ là một tiệm cận ngang nhé. Đấy. Rồi vậy chúng ta là xong được câu A. Rồi vậy câu B chúng ta cũng làm tương tự như vậy nhé các em. Đó. Tại vì chúng ta thi trắc nghiệm nên là cái này chúng ta có thể là rút ngắn thời gian bằng cách này. Đối với hàm số y bằng ax cộng b trên cho cx cộng d thì ta có tìm cận đứng thì các em giải phương trình mẫu bằng 0 nha thầy. Chính là x nó sẽ bằng trừ d trên cho c. Còn tìm cận ngang thì ta học thuộc luôn chính là y nó sẽ bằng a chia c nhé. Đây là đối với hàm bậc nhất trên cho bậc nhất nè các em này. Vậy thì cái câu B nếu mà em làm nhanh nhé thì ta có là tìm cận đứng của nó chính là ta giải phương trình mẫu bằng 0 là 4x trừ 3 bằng 0 thì tìm cận đứng ta có là x nó sẽ bằng 3 phần 4. Đấy. Còn tìm cần ngang là y bằng trừ 2 phần 4 nha các em. Là ta có y bằng trừ 1 phần 2. Đấy. Còn làm đúng bản chất của nó các em dùng định nghĩa thì các em làm ở câu A nhé. Ở đây thầy hướng dẫn tụi em làm nhanh đó. Câu B và câu C chúng ta sẽ làm nhanh nhé. Đó. Còn nếu mà trình bày tự luận thì các em phải trình bày như câu A nhé các em. Rồi ta có câu C tìm cần đứng. Tìm cần đứng là 3x trừ 7 bằng 0 là X bằng 7 phần 3 nhé. X bằng 7 phần 3. Rồi tìm cần ngang là y bằng 5 phần 3 nhé. Rồi. Đó là câu số 1 nha các em ơi. Chúng ta đến với câu số 2. Ta có tìm các tìm cần đứng và tìm cần xiên của đồ thị hàm số sau. Thì ta có tìm cần đứng thì cũng vậy nha các em. Ta có câu A này. Ta có làm Tập xác định D chính là bằng R trừ cho cái giá trị x khác 2 này. Vậy chúng ta sẽ tính giới hạn của hàm số Y khi x dần về 2 cộng hoặc 2 trừ nhé. Rồi. Chỗ này chúng ta dùng cá luôn nha các em. 2 cộng hoặc 2 trừ. Còn không thì các em phải thế vào. Lim của này. X bình cộng cho 2. Chia cho 2x trừ 4 x dần về 2 cộng em cứ nhớ là ít dần về 2 cộng là nó lớn hơn số 2 tỷ nhân cho 2 thì nó lớn hơn số 4 một tỷ trừ cho số 4 thì nó lớn hơn không nhưng mà nó dần về không còn tử là một số dương chia cho một số dần về không thì cái này nó ra dương vô cùng đó được chưa nào rồi mình có thể bấm lại này mình sẽ bấm là x bình cộng cho 2 trên cho 2 x trừ cho 4 thì ta bấm clc dần về 2 cộng thì em bấm 2 cộng với một số vô cùng bé thì cứ bấm 10 mũ trừ 10 nhé thì nó ra dương vô cùng này. Đó, còn nếu mà dần về hai trừ thì chắc chắn nó ra âm vô cùng. Và hai trừ do một số vô cùng bé nhé các em. Vậy ra âm vô cùng này. Đấy. Vậy thì ta kết luận luôn là x bằng 2 là một đường tiệm cận đứng. Rồi, của đồ thị hàm số nhé. Còn tiệm cận ngang, tiệm cận xiên. Ta có tiệm cận xiên. Tiệm cận xiên thì nếu có là nó sẽ có dạng y bằng ax cộng b thì chúng ta đã tính được A chính là bằng giới hạn của hàm số. Ở đây là Y chia cho X nha các em. Khi X dần về dương hoặc âm vô cùng nhé. Rồi, thì cái này ta tính nó chính là bằng giới hạn của cái hàm số ta thể Y vào chính là X bình cộng cho 2 chia cho 2X trừ cho 4 chia cho X. Thì X nó nằm dưới này. Đấy, X dần về dương vô cùng. Chỗ này ta có thể nháp ra nó chính là bằng lim nè. X bình cộng cho 2 chia cho 2x bình trừ cho 4x. X dần về dương hoặc âm vô cùng. Thì ta có giới hạn lớp 11 ta đã học rồi là giới hạn của hàm số khi x dần về dương hoặc âm vô cùng. Mà bậc tự bằng bậc mẫu thì thực chất là cái cách làm thì ta chia cả tự lần mẫu cho bậc cao nhất là ở đây ta chia cả tự lần mẫu cho x bình đấy. Được chưa nào? Còn nếu mà chúng ta nhớ nhanh thì nó sẽ bằng hệ số đi với bậc cao nhất của tử chia cho hệ số đi với bậc cao nhất của mẫu là ở đây chính là bằng 1 này chia cho 2 này. Vậy thì cái giới hạn này nó sẽ bằng 1 phần 2 nhé các Đấy, rồi chúng ta có thể kiểm chứng lại bằng máy tính. Rồi chúng ta đây là hàm fx này, đây chia cho x. Đó, xong ta bấm xe là xe hết dần và dương vô cùng. Và bấm 9 số 9 nhé. thì ra 0,5 chính là 1 phần 2. Đó là ta được tìm được A rồi nhé các Đó là ta đã tìm được A rồi đấy. Rồi ta tìm B bằng cách là ta tính giới hạn của hàm số Y. Trừ cho AX ở đây chính là trừ 1 phần 2X. Khi X dần về dương vô cùng luôn nhé. Đó, hoặc là đây âm vô cùng thì đây cũng âm vô cùng. Tương ứng thôi nha các em. Rồi chỗ này các em có thể viết lại. Nó sẽ bằng này. Giới hạn của hàm số x bình cộng cho 2 trên cho 2x trừ 4. Ta trừ 1 phần 2x. Cái này ta sẽ quy đồng lên nha các em. Xong rồi ta tính giới hạn thôi. Còn ở đây năm này chúng ta vẫn thi trắc nghiệm hoàn toàn nên mấy cái này chúng ta bấm máy tính giới hạn nó nhanh hơn. Ta chỉ cần bấm nút quay lại nè. Trừ cho 1 phần 2 x ta viết lại 1 phần 2 x này. Đó f x trừ do a x này. Xong ta bấm calc dần về dương vô cùng thì ta bấm bằng. Nó ra bằng 1. Thì ta có là suy ra cái đường tìm cận xiên đó chính là đường y bằng 1 phần 2 x cộng cho một là tiệm cận xiên nhé của đồ thị hàm số lưu ý là của đồ thị hàm số nhé các em tiệm cận là tiệm cận của đồ thị hàm số nhé vậy chúng ta đã giải quyết xong câu a tương tự câu b câu c chúng ta sẽ làm như vậy luôn rồi câu b câu c thì thầy sẽ làm nhanh nhé các em đó các em trình bày có thể xem lại câu a nhé rồi ta có câu b tiệm cận đứng thì ta tính giới hạn của hàm số khi x dần về trừ hai này Ta có là D bằng R trừ cho cái giá trị trừ 2. Thì chắc chắn là tìm cần đứng nó là X bằng trừ 2 đó. Ta tính giới hạn này. Ta nhập hàm số vào là 2X bình trừ 3X trừ 6. Trên cho X cộng 2. Ta bấm CLC kết dần về trừ 2 cộng. Là em bấm trừ 2 cộng một số vô cùng bé nhé. Cứ cộng cho thầy là số vô cùng bé là em viết vào máy tính là 10 mũ trừ 10. Thầy cô khác thì có thể hướng dẫn tụi em là 10 mũ trừ 5, 10 mũ trừ 6 hoặc là số vô cùng bé là 0,0000001 chẳng hạn, nó rất nhỏ được chứ nào? Rồi thì nó ra dương vô cùng này, ta có là giới hạn của hàm số này y khi ít dần về trừ hai cộng mà nó ra vô cùng đó, hoặc trừ hai trừ nó ra vô cùng nhé các em, vô cùng âm vô cùng hoặc dương vô cùng thì theo cái định nghĩa thì chúng ta đã có được là suy ra x bằng hai là một tiệm cận đứng nhé của đồ thị hàm số. Rồi tương tự. Tìm cần xiên thì nó cũng chính là cái đường y bằng ax cộng b thì bây giờ ta tính a nó chính là bằng giới hạn của hàm số này chia cho x khi x dần về vô cùng dương hoặc âm vô cùng nhé các ở đây thầy sẽ bấm âm vô cùng thử cái bài này đi rồi chỗ này em sẽ nhập cái hàm số vào Xong ta chia cho ít này Xong ta tính xe là xe âm vô cùng Thì ta bấm là âm 9 số 9 Rồi thì nó ra được là 2 nhé các em Rồi vậy ta tính B bằng cách là Tính giới hạn của cái hàm số Y trừ cho AX là trừ cho 2X Khi ít dần về âm vô cùng nhé Rồi chúng ta bấm nút quay lại Chúng ta xóa cái dấu chia này đi. Chúng ta viết trừ 2. Đấy. Bấm xe c. -A -L -C. Âm 9 số 9 là nó ra âm 7. Rồi vậy từ đó ta có suy ra được là cái đường y bằng 2x trừ 7 là một tiệm cận xiên. Đồ thị hàm số Nó chính là đi tìm cần xiên của đồ thị hàm số. Rồi chúng ta làm đến với câu C. Tương tự như vậy nha các em. Rồi các em giải phương trình mẫu bằng 0 nhanh thì chúng ta sẽ có là D nó chính là bằng R trừ cho trừ 5 phần 2 thì ta bấm nhanh là giới hạn của hàm số này 2 x bình cộng 9x cộng 11 phần 2x cộng 5 ta bấm xe là xe tại trừ 5 phần 2 cộng hoặc trừ 5 phần 2 trừ nhé ở đây thầy bấm trừ này là trừ 10 mũ trừ 10 trừ 2 5 phần 2 trừ có nghĩa là trừ 5 phần 2 trừ cho một số vô cùng bé cái số vô cùng bé em bấm cho thầy là 10 mũ trừ 10 người ta bấm bằng nó chắc chắn nó ra một số vô cùng ở đây là âm vô cùng này Ta có là giới hạn của cái hàm số y khi x dần về trừ 5 phần 2 trừ thì nó ra được là âm vô cùng. Thì nó là thỏa mãn được là x nó bằng trừ 5 phần 2 là tìm cận đứng nha các em. Của đồ thị hàm số đấy. Rồi tương tự. Tương tự chỗ này ta tính tìm cận xiên chính là y bằng ax cộng b nè. Đấy, với a nó sẽ bằng giới hạn của hàm số y chia cho ít đó các em khi ít dần về dương vô cùng hoặc âm vô cùng nhé rồi bây giờ chúng ta tìm a bấm nút quay lại này ta chia cho ít xong ta bấm clc tại dương vô cùng đó cái này thì các em có thể xem lại phần trước để hiểu hơn về cách tính tìm tìm cận xiên nhé thì nó ra a bằng một nè từ đó ta có b nó chính là bằng giới hạn của hàm số y trừ cho ax ở đây chính là trừ một ít khi x dần về dương vô cùng nhé rồi, chỗ này chúng ta có là bấm nút quay lại. Ta trừ x, rồi ta bấm xe là c, rồi x bằng ít dần đến như vô cùng ra bằng 2 nhé. Thì ta kết luận luôn là suy ra đường thẳng là y bằng ax ở đây chính là 1x này cộng cho 2 là tiềm cận xiên của đồ thị hàm số. Rồi, vậy chúng ta đã có các cái đường tiềm cận đứng vào địa tự tiệm cận xiên của các cái đồ thị hàm số này nhé các em. Rồi chúng ta làm qua bài số 3. Tìm các tìm cận của đồ thị hàm số sau. Tìm các tìm cận của đồ thị hàm số sau. Thì chúng ta nhìn vào bài thì chúng ta dễ dàng xác định được tìm cận luôn nhé. Ở đây thì xác định vào thẳng cái đề bài luôn. Thì ở đây ta có hai đường tìm cận này. Đó. Cái này là tìm cần đứng này. Đây là tìm cận đứng này các em này. Vậy nó có hai đường tìm cận đứng đó chính là x bằng 1 và x bằng 2 nhé. x bằng 1. x bằng 2 đó là hai tiệm cần đứng của đồ thị nè được chưa nào rồi bây giờ mình thử lại mình đối chiếu lại thì bắt buộc là giới hạn của hàm số khi x dần về một cộng hoặc một trừ nó phải bằng dương vô cùng hoặc âm vô cùng thêm chỉ cần bấm vào máy tính mình thử lại thôi mình nhìn vào hình thì chắc chắn mình đã xác định được rồi đấy còn không thì thầy thử lại bằng công thức này là 2x 3 trên cho 5x bình trừ 15x cộng 10. nó bấm xe là xe khết dần về 1 cộng. Để bấm 1 cộng 10 mũ trừ 10. Thì nó ra vô cùng này. Vậy x bằng 1 chính là một tiềm cận đứng. Tương tự. Bấm xe là xe tại 2 cộng hoặc 2 trừ nhé. 1 trong 2 là được rồi. Thì bấm 2 cộng là 2 cộng một số vô cùng bé này. Thì nó ra vô cùng. Vậy x bằng 2 cũng là tiệm cận đứng. Tương tự ở đây mình xác định được là y bằng 0 là tiềm cận ngang nhé. Nó chính là cái trục hoành luôn đó. Rồi mình có thể để này mình tính tìm cận ngang thì mình bấm giới hạn của hàm số. Khi x dần về dương vô cùng nó phải bằng một số. Ở đây là bằng số 0 đó. Thì nó bằng số 0 này em này. Cái này sắp xỉ số 0 bởi vì 10 mũ trừ 9 có nghĩa là em đưa dấu phẩy qua bên trái. 9 số đó là nó sắp xỉ số 0. Và kết luận y bằng 0 là một tiệm cận ngang. Rồi cái bài này ta xác định được là tìm cận đứng là x bằng 0 rồi nên các em. Bài này tìm cận đứng x bằng 0 rồi nè. Đó, ta chỉ cần tính giới hạn của hàm số khi x dần về 0 cộng thôi. Đó, rồi. Còn tìm cần xiên của nó. Tìm cần xiên ở đây em thấy nó đi qua điểm. Có tọa độ là trừ 1, 0 và đi qua điểm có tọa độ là 0, 1. Được chưa nào? Hoặc là mình tìm, tìm cần, tìm xiên bằng cách là A nó sẽ bằng giới hạn của cái hàm số Y. Chia x khi x dần về vô cùng nhé. Dần về dương vô cùng. Giống như cái bài lúc nãy thôi. Thì chúng ta sẽ bấm là nhập cái hàm số vào là x bình này, cộng x trừ 1 chia cho x rồi ta chia cho x nhé đây là y chia x này bấm xe là c x dần về dương vô cùng thì nó ra được một này a nó bằng một nhé tiếp tục b thì nó sẽ bằng giới hạn của hàm số y trừ cho a ở đây chính là trừ một x khi x dần về dương vô cùng rồi và chúng ta bấm quay lại nhé rồi chỗ này chúng ta sửa thành dấu trừ Rồi ta bấm xe là xe hoặc chúng ta bấm bằng luôn Máy tính nó đang lưu ít chính là 9 số 9 Chính là dương vô cùng đấy Vậy nó bằng một luôn Vậy ta có là tìm cần xiên Đây là tìm cần đứng nè Còn tìm cần xiên chính là y bằng AX cộng B nè đây là tìm cần xiên nhé Đó, đó là câu B tương tự câu C Câu C ta thấy có tìm cận ngang chính là y bằng 1 đấy. Nhìn vào đồ thị ta xác định được luôn nhé. Đó, để xác định tìm cận ngang thì em chỉ cần tính giới hạn của hàm số khi x dần về dương hoặc âm vô cùng nó bằng số 1 thì suy ra y bằng 1 chính là một tìm cận ngang. Ở tên nhập lại này, 16 x bình trừ cho 8 x phần 16 x bình cộng cho 1 tôi bấm xe là xe khi ít dần về dương vô cùng này thì nó ra được 16 chia 16 chính là bằng 1 đấy. Vậy suy ra là y bằng 1 chính là một tìm cận ngang. Ở đây ta nhìn vào hình ta chỉ cần ta dễ dàng xác định chỉ có một tìm cận ngang thôi. Rồi. Bài này nó chỉ có một tìm cận ngang duy nhất thôi nha các em, không có tìm cận xiên. Cũng không có tìm cận đứng luôn nhé. Rồi đó là bài số 3. Rồi chúng ta làm điểm với bài số 4. Ta có nồng độ oxygen trong hồ nước theo thời gian t được cho bởi công thức là yt nó sẽ bằng 5 trừ cho 15 t phần 9 t bên cộng 1. Với y được tính theo là mg trên lít và t được theo tính theo thời gian là giờ, t lớn bằng 0. Tìm các đường tiệm cận của đô thị hàm số yt. Từ đó nhận xét về nồng độ oxygen trong hồ nước khi thời gian T trở nên rất lớn. Rồi, tìm các đường tìm cận của đồ thị. Thì ở đây chúng ta nhìn là chúng ta thấy cái mẫu nó luôn thỏa mãn rồi nè. Cái này tập xác định của nó nó luôn thỏa mãn thì chúng ta sẽ không tìm được tìm cận đứng đâu. Vậy ở đây chúng ta có... À, cái này có tìm... Chúng ta bây giờ tìm cận ngang trước nha các em. Chúng ta sẽ tìm giới hạn của hàm số IT. Khi t dần về dương vô cùng nhé. Ta sẽ tính là giới hạn của hàm số khi t dần về dương vô cùng. Rồi, vậy ta có là nó sẽ bằng giới hạn của cái hàm số 5 trừ do 15t phần 9t bình cộng cho 1 t dần về dương vô cùng. Đó, cái này các em có thể quy đồng lên nha các em. Nó sẽ bằng giới hạn của hàm số nhân lên là 45t bình này. cộng cho 5 trừ 15t cộng cho 5 trên cho 9t bình cộng 1 thì ta thấy là khi t dần và dương vô cùng mà bậc tự bằng bậc mẫu thì ta lấy hệ số đi với bậc cao nhất của tự chia cho hệ số đi bậc cao nhất của mẫu thì cái này chính là 45 chia cho 9 nó chính là bằng 5 rồi chúng ta có thể tính bằng máy tính nhé thì chỗ này ta nhập vào là 5 trừ cho 15T phần 9T bình cộng cho 1. Ta bấm xe là xe khi T dần về dương vô cùng. Rồi ở đây chúng ta bấm tương ứng là ẩn ít đó nhé. Thì nó sắp xỉ bằng 5 này. Thì nó chỉ là bằng 5. Được chưa nào? Và ta thấy T luôn lớn hơn bằng 0. Nên chúng ta chỉ tính khi T dần về dương vô cùng thôi. Vậy thì ở đây ta có là giới hạn của hàm số khi t dần và dương vô cùng nó bằng một số thì suy ra là vậy Y bằng 5 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng tiệm cận ngang chờ y bằng 5 chính là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số và hàm số không có tiệm cận đứng không có tiệm cận xiên nhé các em bởi vì chúng ta tính A này, thử tính tìm, tìm cần xiên thì chúng ta sẽ lấy là Y chia cho X nhé. Và đây chính là Y chia cho T đó. Thì chúng ta lấy đây chính là Y nè. Chúng ta chia cho T là chia cho X. Chúng ta bấm giới hạn hàm số. Khi X dần về vô cùng thì nó phải ra A là một số. Mà đây nó ra A là bằng số 0 rồi. Được chưa nào? Được chưa các em? Nó ra là A là số 0 này. Được chưa? Vậy ta tính B bằng cách là lấy y trừ cho ax này ta lại tính giới hạn khi dần về dương vô cùng thì nó lại ra âm vô cùng thì nó không tìm được b được chưa nào vậy thì ta có là nó không có tiệm cận xiên và nó cũng không có tiệm cận ngang luôn nha không tồn tại cái số x không nào mà giới hạn dần về không tồn tại cái số t không nào mà giới hạn của hàm số này khi dần về t không cộng là bằng vô cùng hết á được chưa nào vậy thì bài này chúng ta nhìn thấy là chúng ta chỉ có là tiệm cận ngang thôi thì mình kết luận là đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên nhé rồi rồi biết tắt rồi từ đó ta có cái câu nhận xét này về nồng độ oxygen trong hồ nước khi thời gian trở nên rất lớn thì nồng độ oxygen chính là it đấy vậy thì ta có là khi thời gian t trở nên rất lớn đó có là khi thời gian hay là khi thời gian t trở nên rất lớn thì nồng độ oxygen trong hồ nước sẽ tiến dần về ở đây nó sẽ tiến dần về giá trị cố định là ta thấy đơn vị ở đây chính là Mg trên lít nha các em thì nó sẽ tiến dần về là 5 mg trên lít. Rồi. Thì điều này có thể được hiểu sau một thời gian dài đó. Thì ta có là môi trường trong hồ sẽ đạt đến trạng thái ổn định như em. Nồng độ oxygen. Rồi, được chưa nào? Không thay đổi nhiều nữa, được chưa nào? Thì đạt đến trạng thái ổn định nồng độ oxygen. Đấy, được chứ nào? Vậy là chúng ta cũng đã làm xong cái bài toán thực tế. Chúng ta sử dụng đường tìm cần ngang và từ đó chúng ta có nhận xét. Rồi chúng ta đếm với bài số 5. Bài số 5 là một bài toán ở hoạt động mở đầu đấy. Rồi thầy cho chúng ta đếm với bài số 5. Bài cuối cùng nó là hoạt động khởi... Hoạt động mở đầu đấy nha các em. Bài số 5 nó chính là cái hoạt động khởi động. Chúng ta đếm với bài số 5 nó là hoạt động khởi động chúng ta đã gặp ở đầu bài rồi. Thì tìm tìm cận của đồ thị hàm số khối lượng hạt. Đó thì đồ thị hàm số nó thay đổi theo công thức là m nó là hàm m thay đổi theo v này, nó biến chính là biến v nhé các em. Rồi, người ta bảo là tìm tìm cận của đồ thị hàm số khối lượng hạt ở đây. Thì ta có là bây giờ chúng ta sẽ tìm tìm cận thì chúng ta sẽ có ta sẽ có điều kiện, ta có tập xác định trước nha. D nó sẽ bằng thì điều kiện của chúng ta là Nó sẽ chạy từ không tới xe chúng ta phải có điều kiện là một này Trừ cho V bình phần C bình nó phải lớn hơn bằng không Cái này nó phải lớn hơn không nhé các em C là một số nó thỏa mãn là nó khác không rồi đấy Vậy thì ta là có C là một số lớn hơn không rồi nhá Cái phần mở đầu đây này các em có thể đọc lại cái Cái hoạt động khởi động nhé các em Đây Đó, C nó chính là 300.000 km trên giây rồi nha các em. Rồi. Vậy thì ta có điều kiện ở đây chúng ta có là một trừ cho V bình phần C bình này, nó phải lớn hơn bằng 0. Thì chỗ này ta có là quy đồng lên. Thì ta có là C bình trừ cho V bình nó phải lớn hơn bằng 0. Rồi. Vậy thì ta có V bình nó phải bé hơn hoặc bằng C bình. Đấy, vậy thì ta suy ra được là V Nó phải chạy từ Nó phải lớn hơn hoặc bằng Trừ C Và bé hơn bằng C nhé các em Được chưa nào Nhưng mà V thì luôn phải lớn hơn không Được chưa nào V phải luôn lớn hơn bằng không Ở đây là vận tốc thì luôn phải lớn hơn không Rồi, phụ thuộc vào tốc độ di chuyển thì V nó luôn lớn hơn không nhé. Vậy V nó bé hơn bằng C thì từ đó ta có cái điều kiện. Từ đó ta có cái điều kiện nhé các em. Từ đó ta có cái điều kiện. Từ điều kiện thì ta suy ra tập xác định. Vậy ta có tập xác định là V nó sẽ chạy từ 0 đến C nhé các em. Với C là 300.000 km trên dây đấy. Rồi bây giờ để tìm được tìm cần thì chúng ta sẽ tính giới hạn. Ở đây là chúng ta sẽ tính giới hạn của hàm số khi x dần về c trừ thôi nha các em bên trái của c chúng ta tính này giới hạn của hàm số à cái mẫu phải luôn uh, lớn hơn hoặc bằng không do nó nằm trong căn mà nó nằm dưới mẫu thì cái chỗ này nó phải luôn lớn hơn không thôi chứ nhỉ luôn lớn hơn không thôi nó không được bằng không nha các em chỗ này em sửa lại cho thầy là chỗ này không có dấu bằng đâu rồi vậy thì V nó phải lớn hơn 0 và bé hơn C nhé các em. Vậy tập xác định là chạy từ 0 đến C. Rồi vậy từ đó ta có này, chỗ này là tập xác định nó sẽ chạy từ 0 đến C này. Vậy ta tìm giới hạn của cái hàm số MV khi V dần về C cộng nhé. C trừ nhé, bên là bên trái C đấy. Vậy nó chính là bằng giới hạn của cái hàm này ta viết lại là M0 này trên cho 1 trừ cho V bình phương trên cho C bình phương. Ta lấy căn này. Rồi V nó dần về C trừ. Rồi ta có V dần về C trừ này thì chúng ta thể vào này. Thì chỗ này chính là cái mẫu nhá là C bình này trừ cho V bình này trên cho C bình đây là M M0 đây là căn này thì em thấy này CV nhỏ hơn C một chút xíu vậy là C bình trừ cho V bình là nó sẽ dần về không nhưng mà nó lớn hơn không một chút xíu thì đây là một số dương này chia cho một số dương này mà dần về không thì ta theo định nghĩa tính giới hạn thì chúng ta có đây chính là bằng dương vô cùng được chưa nào thì em kết luận được là V bằng c là một tiệm cận đứng nhé. Nó ở đây ẩn ẩn v nhé các em. Rồi chúng ta tính giới hạn của hàm số, giới hạn của hàm số mv khi v dần về dương vô cùng nhé. À ở đây v nó nằm ở trong khoảng từ 0 tới c nó không có chạy từ âm vô cùng tới dương vô cùng được nên là ta có, ta kết luận luôn là đồ thị đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này. Còn ta có là đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang nhé các em. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. Rồi còn nếu mà dần về không cộng thì chúng ta thế vào này giới hạn của hàm số khi v dần về không cộng thì cái này dần về số 0. thì này là 1 m không chia cho một thì nó bằng m không thì nó không phải vô cùng thì nó không phải là tiệm cận đứng vậy ta chỉ có một tiệm cận đứng là v bằng c là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thôi nhé. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài ở hoạt động khởi động. Đó là toàn bộ cái bài tập của cái phần của bài 3 đó là đường tiệm cận của đồ thị hàm số nhé. Nếu các em thấy thích hãy cho thầy một like cùng như hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video toán cùng thầy Tiến và đừng quên nhấn vào biểu tượng nút chuông để cập nhật những video mới nhất nha. Các em có thể xem lại full các danh sách phát ở phần cuối video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.